mày ngu. Nhưng mày luôn luôn phải tỏ ra mình nguy hiểm. Đấy, có nghĩa là trên đời đấy mày cái gì cái gì mày biết, cầm kỳ thi họa biết hết luôn. Mày điên à? Sao điên? Tao với mày học hết có cấp 2, biết gì cầm kỳ mới thi họa. Thế thì mới tao hiểm ra. Này nhá, đi vào nhà bọn chúng nó, mặt nó là phải đàng hoàng, quân dung tươi tỉnh. Đấy, bây giờ mày đeo cái hoa này mà cho nó giống chú nể. Tao trả mày mấy cái đồ trang điểm này luôn. Nào. Một, hai. Mày điên à? Sao mày nghĩ ra cổng? Quên. Ôi trời ơi, mới bôi cho tắt đấu một tí vào mặt mày mà mày hầm như là cái con bi vợ quan trẻo. Bắt đầu. Chúng cháu xin kính chào các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các bác thanh niên nam nữ gần xa. Tên cháu là Nhật Kinh Ngao, tính tình cháu hiền hòa, thích bay nhảy hát ca, nhạc thích nhất là Namata. Trẻ chúng cháu công tác ở bên Nga, còn bây giờ già chúng cháu nghỉ. Dạ chúng cháu kính cẩn nghiêng mình chào bác cụ. Hay. Cái thằng con rể tương lai nhà chú ấy có màn chào hỏi rất là ấn tượng. Tao cho 9.5. Dạ, để mời cụ ngồi đây xây nước ạ. À, cảm ơn bác. Chào các bác ạ. À, cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu năm nay là 27 tuổi ạ. À? 27 tuổi? Cụ ơi, thằng cháu này 27 tuổi thì thằng này nó biết rồi. Nó hỏi tuổi cụ cơ. À, bác ơi. Nhìn mặt cụ này nhá, càng đét 69 tuổi. Cháu 27 tuổi, băng tuần tháng nay bác. Dạ, đúng rồi bác cùng ạ. Bạn cháu là Ưng Hoàng Cốc, muốn đến đây tìm hiểu con bé Kim nhà ta. Có cái gì thì mong ba bác giúp đỡ. Nó mà náo nhá, bác cứ dùng gậy bác nện như mấy cái thằng hôm nọ cho cháu. Này, cậu đùa tôi đấy à? Nà. Gớm chết nữa, 27 tuổi mà nom cứ như là 72 ấy. 27 đây này. Thật, không thể tin nổi được. 27 tuổi thế này có mà dị dạng à? Thật không thể tin nổi. Dạ, báo cáo ba cụ là thằng Ưng Hoàng Cốc bạn đóng ấy, nó yêu cái Kim nhà ta tha thiết ra giết cùng kiệt, thật không thể tin nổi ạ. Bây giờ này nhá, ba cụ cứ điều chè be bét, cứ coi nhà các cụ như là nhà các cụ. Cứ tự nhiên đi, còn cháu đưa thằng này ra ngoài hộ kiến, có gì cháu bọn cháu lại vào. Na, cứ tự nhiên đi, đàn em bảo tin đi. Nè, em chào bác, em chào anh ạ. Mời bác cả anh vào nhà xây nước. Này. Nó nè. Kim ấy. Ủa, tao nhìn nó tươi hơn mày. Nhưng mà tại sao lại chào tao bằng bác nhỉ? Ôi, thằng đấy này. Ôi dồi ôi, trời đất ơi. Bố mẹ ơi, tâm môn thằng Ngao này. Sao mày làm mặt tao như ông cụ này hả? Thì tao bảo là những cái thằng diễn viên này ảnh nó phải gọi mày bằng cụ thằng gì. Ôi dồi ôi, mày nhìn lại mặt tao đi. Trời ơi, thằng mày cứ hay cắn tao chứ nổi luôn. Là thế nào, sao mày cứ cắn tao thế? Mày chui giả, giả ông ngay, ông cắn mày chết bây giờ. Tao khác chui. Chui đi. Ôi nổi lòng không chịu được. Chui nhanh lên. Mày nắm mắt nào. Mày chui nhanh lên. Tao khác chui. Thế nào cứ mấy ông kia cũng khoảng 70. Đấy, này. Mày thấy em không? Em. Mày thấy thơm không? Thơm không? Mày cùng nhanh. Đây là cùng nhanh. Đấy. Ôi trời. Phải chưa? Mới như cũ thôi. Đấy, tao gương xem. Ừ. Đảm bảo nhá, vào bọn nó nha. À, mấy cái ông ấy không ngạc nhiên nhá. Tao nằm con chó luôn. Ừ. Bây giờ bắt đầu vào. Nào. Nhiên. Một, hai. Ôi. Dạ. Kính thưa ba ông và một bà, Ưng Hoàng Cốc và Nhật Kinh Ngao xin trở lại với chương trình Tán Gái Tại Đà. Kính thưa quý vị, vừa rồi anh Ưng Hoàng Cốc đã ra mắt một màn hóa trang rất là ấn tượng. Mà bây giờ anh sẽ trở lại đúng là một hot boy. Xin một tràng vỗ tay. Cái này của em à? Vâng ạ. À đây, cho anh xin nhé, anh làm kỷ niệm.
Ôi đúng rồi, không dùng đường vào viện gì. Này em cầm đây, em cầm đây. Phải nói là anh này hóa trang giỏi thật đấy. Quá giỏi luôn. Này, dạ. Thế tôi hỏi nhá. Vâng. Túm lại là anh tìm hiểu con Kim hay là anh này? Dạ. Mày để yên tâm nói. Là kính thưa ba ông, chuyện đó là như thế này. Anh Hoàng Công đây, trong một thời gian dài rình mò, rình đập, rồi đi đến quyết định do cái sự xúi nhục của bà Lê và bà Nam bán quán nước. Anh thấy cô Kim nhà ta và anh ấy có cái sự tương đồng, cho nên chàng trai Xuân Toài đã đem lòng yêu em Kim nhà ta. Xin mặt đàng vào tay. Các ông thấy cô Kim nhà ta vẽ cắp như thế nào? À, tôi nhìn chúng nó là hạp luôn. 9.5. Còn Kim, ra đứng cạnh chú Cóc xem như thế nào nào. Đứng cạnh em nào. Ui, 5. Quá là đẹp. Đẹp tôi cực kỳ luôn. Đúng là làm tay cho đáng đến tay. Cầm kỳ khí họa thì anh tay đấy có đưa. Vừa rồi cái phần họa thì anh Hoàng Cốc đã thể hiện rất là tốt rồi. Bây giờ thì cái phần ký thể, à cái gì, chi ca cho ba đứa chúng mày. Ba ông được rõ. Bây giờ là ba ông của chúng ta sẽ đến với phần thi của anh Hưng Hoàng Cốc. Thi ca có những cái khó khăn đây này. Người ta bảo là tôn khổ hơn tôn nước sơn. Thì em cũng nghĩ là như vậy. Cứ tự nhiên, anh như thế nào? Này, anh Cốc. Dạ. Tôi bắt đầu cảm thấy ưng anh rồi đấy. Thế nào mà nếu cái phần thi ca này ấy, vâng, mà anh thể hiện tốt ấy, vâng, thì mời anh về với đội chúng tôi. Đội vâng. Chúng tôi. Bây giờ anh thấy gia cảnh nhà chúng tôi thế này, vâng, anh có thể đối cho tôi một bài được không? Chết cha, tao thì có thơ. Mời các bác đi. Đề số 2 câu số 6. Đề số 2 câu số 6. Cứ thế nào. À, cứ tự nhiên đi, cứ tự nhiên như người nào. Cố gắng. Vâng, thì thể theo yêu cầu của gia đình, cháu xin được vịnh một bài thơ về tình yêu giữa cháu và em Kim. Bài thơ có tựa đề là Anh đến thăm Kim một chiều mưa. Cháu xin được bắt đầu ạ. Bò không ăn cỏ, bò ngu. Kim không yêu Cóc, Kim ngu hơn bò. Đúng. Hôm qua anh đến nhà Kim, mẹ Kim nằm võng, bố Kim nằm giường. Thấy Kim nằm đất anh thương, bực mình anh bảo cái đứa trên giường xuống mau. Thật không thể tin nổi. Này bác. Này, dạ. Thế theo những ý thơ của anh ấy, dạ vâng, thì cái đứa nằm trên giường là đứa nào? Đứa nào? Bố Kim hả? Dạ, thưa bác, câu trả lời cuối cùng của cháu, cái đứa trên giường chính là bác ạ. À, được. Này, thế dạ, bây giờ tôi lại hỏi là thế cái đứa trên giường nó cố tình nó không chịu xuống, nó cứ nằm đấy, thì anh làm thế nào? Người này, làm thế nào? Này, tôi đố cái đứa nào ở trên giường mà không xuống ấy, thằng này nó cục tính cực kỳ ấy, không xuống nó vả nó bớm không? Nó vả? Vâng. À, đã thế nhá, thì ông cứ nằm ở trên giường đấy, xem mày làm gì nào? Mày xong rồi mà đánh đi! Mày đánh đi! Đây là thơ hát theo yêu cầu chứ nó có phải là thật đâu bác. Một người này cháu nó nói đúng đấy, đây chỉ là thơ thôi, với lại đây nó thể hiện tình yêu của con Kim với thằng Cóc, nó mãnh liệt cho nên nó mới xung đột như vậy thôi. Bác, thằng này nó xuất khẩu thành thơ, thằng này có tài, nhà chú là có phúc lớn rồi. Tôi cho đây là động vật quý hiếm ấy, tôi đố mọi người tìm đâu ra được con như thế này. Đúng rồi, làm sao kiếm được cái con như thế này. Nhưng mà thơ gì thì thơ chứ, thơ ngang ngược bố lá bố tét này làm mà chịu được. Thôi, các cháu ơi, các cháu đi ra vườn tìm hiểu tiếp, để ở đây tôi uống nốt chỗ rượu này nhá. Các cậu vừa uống hết chỗ rượu này. Say rồi. Thôi thế này thì em có lời mấy băng cụ này. À, tổng có lời mấy ba ống này. Trong lúc tan ra bối rối thì thi ga bối rối, có cái điều gì thơ xuất thì mong ba ông nhượng thứ chúng cháu. Bây giờ chúng cháu xin phép vươn ra ăn ra vườn. Thế thì nhắc các cụ cho chúng cháu hương xin như này ra vườn chúng cháu ăn. Tao ba ngủ bố láo. Này, từ ngày cái bọn Mai Thu Sạch ấy, nó đi tù
cái làng mình là hết cái nạn lô đề cờ bạc ấy chú xui nhỉ. Tầng câm tầng chột tầng tâm nó bị oan. Mà này không hiểu là mấy cái con nặc nô ấy nhiều tiền mà lại sinh gái, sao lại thích mấy cái thằng đấy chứ? Khổ quá, sau này tôi mới phát hiện ra hóa ra thằng câm thằng chột thằng tâm là bị chúng nó lợi dụng. À, may mà thằng ngao nó không dính vào đấy. Cháu chào bác ạ. Bác cho cháu đăng ký gửi trẻ với ạ. Hả? Ôi may quá. Thế cô đăng ký với cô hiệu trưởng ngay đi. Này, cô đăng ký cháu được mấy tháng tuổi, được hay cái? À quên, trai hay gái? Cháu muốn gửi ở cơ sở của má xui cơ. Thấy bảo các cô ở đấy chăm trẻ tốt lắm, giá lại rẻ. Bọn cháu là công nhân lương thấp, muốn gửi ở đấy cho hợp lý. Ừ. Thì đấy, chính má xui đây, cô hiệu trưởng đấy. Đăng ký ở luôn đây đi, ở đây họ trông trẻ tốt lắm. Gửi cả mẹ này, cả con, ở đây họ trông được tốt. Mà này, tôi nói cho cô biết nhá, đàn ông thôi mà họ cho bú còn giỏi hơn đàn bà ấy. Cháu cũng nghe người ta nói rồi, nhưng mà cháu chả tin đâu, đàn ông lấy đâu ra sữa. Này, cô không tin à? Cô hiệu trưởng vạch tí cho cô ấy xem. Vạch 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 vạch. Bác, quảng cáo vừa phải đấy thì đây chẳng qua là cái mẹo để dỗ trẻ con cho các cháu dễ ngủ chứ đàn ông lấy đâu ra sữa. Ôi giời, chết rồi, anh làm em đau tay à? Anh xin lỗi nhé. Thế bao giờ anh đi bắt chị Trang về cho anh nào? Anh á? Thì anh đang tính là bao giờ em cho anh sơ múi thì anh đi bắt cái Trang này cho nó. Mà này, Kim ơi, dạ. Mình yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ? Mới được có mỗi một tháng. Mỗi một tháng rồi á? Thế mà anh thì cứ nghĩ nó phải một thế kỷ rưỡi đâu. Sao lâu thế nhỉ? Mà anh bảo này. Dạ. Mình cứ yêu nhau trong sáng thế này, anh thấy nó nhạt nhẽo lắm. Cầm tay cầm chân nhau mãi, nó mỏi hết cả người. Mỏi thì anh nghỉ giải lao đi. Bố mẹ em dặn yêu nhau phải trong sáng, cấm có được ăn kem trước cổng. Trong sáng thì cũng phải cho nó đục đục một tí, cho nó lãng mạn thế này. Mà này em ơi, hay là mình ăn kem trước cổng tí cho nó mát. Ôi không có được đâu. Bố mẹ em mà biết em cho anh sơ múi em, bố mẹ em đánh tất tòe mỏ. Tòe làm sao được mà tòe. Tòe đấy. Anh chỉ muốn là mình cho tình yêu nó được một tí thì đi thôi. Một tí thì đi là như nào? Em chẳng hiểu. Tức là được một tí thì ti, tức là hôn nhau ấy. Hôn á? Ừ. Thế mà anh không nói sớm. Em đợi cái hôn đầu tiên của anh từ lâu lắm rồi mà chẳng thấy đâu. Ủa thế à? Ôi thì em thích hôn thì em phải đề xuất với anh hôn luôn mà. Mà người ta ngại. Sao phải ngại? Tình yêu có gì mà phải ngại. Này, mình thi công luôn nha em nhé. Nha, mình thi công luôn nhé. Anh đấy. Không bắt đâu. Ôi ôi. Anh Cấp. Hả? Sao anh bảo anh hôn em mà anh Cấp nó mặt em? Không mà em gặp mà mặt anh thì có ấy. Không phải. Này, thôi mình thi công lại nhé. Thôi bây giờ cứ mở mắt cho đàng hoàng em nhỉ. Sao có như điện giật thế nhở? Ừ, anh nó tê. Này, khả năng là mình yêu nhau nó ít cho nên nó không quen, mình chưa kinh nghiệm. Bây giờ này nhá, tức là như này, bây giờ hôn nhau nó cứ phải từ từ, nó phải có mẹo nó mới vào được em ạ. Thế á? Bây giờ này, em ngả ra nhá. Em ngả lắm. Nè. Ôi thì nhưng mà bây giờ em phải dắm mắt vào. Chứ mắt này cứ mở thao láo rồi anh nhìn anh hốt lắm. Thôi được rồi, để anh vuốt mắt cho em nhé. Được rồi. Anh đổ ơi. Ôi chết ta chúng mày. Ôi nhà nước ơi, chúng nó mới thưởng mạng một tối. À đổ ơi. Ôi đổ ơi. Ôi nhà nước ơi. Này Nằm im, đừng có dậy. Nãy nào nó cắm trâu vào đấy. Cứ nằm im để tao gọi cứu hộ. Nà. Ui đổ ơi. Ôi chết ta chúng mày. Nào cứ nằm im nha. Để tao giải quyết thôi. Tiền thư chúng mày đang mới lợi thật không thể tin nổi, đối tinh đối mù khó gỡ không chịu được. Nào đây nào nhá.
Bây giờ tao quyết định này, phát này nhá, không ra thì kệ tan chúng mày. Nào bắt đầu đây. Được rồi, được rồi. Ngon luôn. Hỏng hết trong cái buồn đồng bạc của người ta. Tông môn cái thằng Ngao, tự dưng mày đi xuống ông hôn với chảy hết. Mệt hết các người. Có mặt mà anh không biết hôn được rồi. Mày Ngao, sao anh lại dình vò ở đây miếu nhau? Ô cái con Kim này, đáng nghe mày mày cảm ơn tao một câu đây mày tách bóc tao. Tao nói thật nha, hôm nay không có tao hai đứa chúng mày ngập thâu trong tội lỗi luôn. Đàn ông là phải có dâu. Sau đây nhạc phẩm liên khúc Tìm Em Nơi Đâu bắt đầu. Sao em bỏ ra đi, anh nào có tội tình gì? Sao em bỏ ra đi, anh nào có lỗi lầm chi? Sao em bỏ ra đi, để anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm. Buồn lê mây nẻo đường tìm em biết không? Sáng khuya lạnh đôi vai, đi về thui thui một mình. Ưu tư nặng con tim, anh buồn thao thức cả đêm. Sao em bỏ ra đi, bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi, tình mồ côi. Thiên kiều ơi, anh là thằng đàn ông đê hèn vô liêm sỉ. Nghe lời mẹ cha em giàu sang phú quý mà phụ tình em, để em bỏ ra đi nơi đất khách quê. Biển anh từng đi, Kiều ơi em ở nơi